Xin chào mọi người, mừng mọi người đã đến lại với video của gia đình nhà Vít. Hôm nay thì ngày nghỉ chúng ta sẽ đưa Victoria đi trải nghiệm ở một nơi rất là đẹp và rất là thú vị. Đó là le parc d'attraction Sigurande. Sigurande là ở gần nhà mình cách khoảng 20, mình đi khoảng 20-30 phút lên Colmar, cũng là ở vùng Alsace của mình. Sigurande là một cái parc d'attraction khu vui chơi giải trí cho đặc biệt nhất là trẻ em, nhưng mà những đứa lớn lớn cũng có thể đi chơi được. Và ở đây thì mình đã mướn cái charrette, mướn cái xe nhỏ, mình có thể để đồ và đẩy bé đi chơi, tụi nó rất là thích. Và đây thì ngày hôm nay Victoria được cưỡi ngựa. Ban đầu thì Victoria cũng hơi sợ sợ, nhưng mà xong đi được một vòng là quen thích luôn. Video chụp hình cho hai mẹ con. Mình cũng may là cái ngày mà mình đi thì trời không mưa, cho nên là mà trời cũng không nóng quá, cho nên là thời tiết rất là thuận lợi cho chúng ta. Ở cái parc d'attraction này thì nó không có mở quanh năm suốt tháng, nó chỉ mở dịp hè với lại mùa xuân, và bây giờ thì chúng ta đây là mùa thu. Họ chỉ chuẩn bị thêm cái mùa Halloween nữa, là khoảng giữa tháng 11 là họ đóng, rồi đến cuối tháng 3 thì họ mới mở lại. Victoria thích đi charrette lắm. Được đẩy đi rất là thích. Và trong cái khu vui chơi này á, nó cũng có những cái con thú, nó cũng có một cái vườn thú nhỏ nhỏ, không có nhiều cho lắm, nhưng mà cũng có những con rất là đẹp, như là con da này. Khi mà đọc truyện ban đêm trước khi Victoria ngủ đó, thì Victoria đọc truyện của các con thú này cho nên thích và biết nhiều lắm. Và đến đây có một cái trò chơi mà Victoria rất là thích và rất là đẹp, đó là carousel. Hôm nay con đã chọn đi trên thiên nga. Ở đây thì mình chỉ trả tiền khi đi vô mua vé ở đầu khi mình đi vào thôi, và sau đó mình muốn chơi cái trò gì mình chơi cũng được và chơi mấy lần cũng được. Cổ cao. Victoria bây giờ lớn hơn một chút, oai lắm, rất là thích. Con An. Bây giờ thì đến thật sự đã gặp được con An thật luôn. Victoria cũng thích lắm. Mà nó có những cái nhà nhỏ, đôi khi là nó kể một cốt truyện, đôi khi thì mình có thể đọc truyện trên đó. Đây Victoria đang làm là lỗ tai của con thỏ. Thì Victoria đã nhận ra được ở nơi đây có nhiều con thỏ rất là dễ thương. Ở đây mình lên chỗ này tên là Sigurande, thì có nghĩa là họ chủ đề của cái park d'attraction này là về con sigurn. Con sigurn là một con chim nó tượng trưng cho cái vùng Alsace của mình ở đây. Mình gặp nó thì mình biết ngay cái mỏ nó màu cam, và cái cánh của nó trắng và đen. Và ở dưới cái trò này thì mọi người thấy trên cái bảng họ vẽ là, thật ra họ vẽ cái cốt truyện của nó là cũng như mùa hè là nó đi đến đâu, mùa đông nó bay đến đâu, lúc nào nó sẽ có em bé, chỗ nào nó đi an toàn để có thể để trứng. Thì trên đó nó có kể để cho các bé mà lớn hơn chút, tại Victoria thì còn nhỏ quá cho nên chưa hiểu được những cái chuyện về cái con sigurn. Từ ở trên đó thì Victoria đã thấy được cái máy cày, cho nên là hôm nay trải nghiệm đi máy cày. Wow.
Thích lắm, những gì mà có cái volant có tay lái á, là thường các bé nó thích lắm. Cảm nhận như là mình là thực sự người đang điều khiển lái gì đó, cho nên là thường cái mấy cái trò chơi này các em bé đều thích. Ở đây họ có tượng trưng những gì của nông dân á, cho nên là mình ở thành phố lâu lâu đi những cái nơi này mình thấy cũng vui lắm. Ở đây mình có thể có những cái món gì mà họ trồng, trái su, họ có trồng xà lách, họ có trồng trái cây, họ trồng hoa. Mình lên Sigulon ngồi ở trên để mà ngắm cảnh. Còn cái trò này thì người lớn giống như mình với chồng thì mới đi, còn với Tia thì cái trò này với Tia còn nhỏ lắm, nó hơi bị sốc. Ở đây có cái trò này, nói chung là đi cho nó cho cái thầy nó biết, nhưng mà thực sự đi cái này rất là chóng mặt. Nó quay lên, quay trên người lên thêm một lần nữa, cho nên là nhức đầu. Nhưng mà mình đi một lần để cũng để cho biết thôi. Đi ngắm những cái hồ và bây giờ đến khu vui chơi nước rất là vui. Này mình ngồi ở trong mình cứ để điều khiển được, và bây giờ thì mùa lạnh rồi cho nên không có bắn được, nhưng mà thường ngày thì khi mình đi mùa hè thì mình bắn nó ra nước thì có thể chọi mấy cái người kia. Cứ muốn nhìn trong cái ống kính. Đi về thôi. Trời này thì mình đi cũng lâu, cho nên là mình đi tham quan mình có thể ngắm cảnh được, rất là vui. King Kong, từ đây thấy được con King Kong. Một lát thì chúng mình cũng đi cái trò này thử. Ban đầu với tôi nhà cũng sợ lắm. Nào chạy theo mẹ đi. Bình tĩnh. Đi. Học nhạc và giới thiệu cho mình biết những gì mà bé đã học ở nhà trẻ. Thích múa lắm.
Bây giờ chúng ta đến đi manage dịch. Vì Victoria lớn cho nên hiểu biết hơn, vì mấy cái này không còn sợ nữa. Với lại mẹ, chỗ này là một khu vui chơi cho trẻ em nhỏ, thực sự là rất là nhỏ, cho nên là bắt đầu 2 tuổi mình đem nó lại được. Còn đa phần những cái park attraction á phải chờ 4 năm hoặc là 6 tuổi mới đi được. Còn Siguron thì nó thuận ở cái chỗ đó. Bây giờ tới đi thuyền. Đi thuyền thì Victoria đã từng đi rồi, đã đi với bạn và đi cũng đã có đi với em một lần. Bơi thuyền thật là rất là dễ thương. Và ở ngoài sau cái nhà mà mọi người thấy rất là đẹp, đó là một cái vừa là hotel, khách sạn và nhà hàng rất là đẹp, ở ngoài theo kiểu Colombage, của phong tục của Azaz mình ở đây. Những cái nhà đó là nhà bằng cây với Colombage. Cái tổ đó là tổ của chim Siguron mọi người vừa thấy, đó là một cái ổ thật, nhưng mà bây giờ thì không còn là mùa nữa, cho nên là một lát thì mình đi mình gặp là họ nuôi, nhưng mà những con tự nhiên thì bây giờ nó đã bay xa, nó đã bay những về hướng miền Nam chẳng hạn, còn mình ở đây thì bây giờ đã lạnh quá rồi. Là trò thích nhất của Victoria cầu tuột. Ồ, cái khu này khi Victoria đi là Victoria không muốn đi về luôn. Victoria đi từng mấy cái cầu trượt nhỏ và bây giờ lớn cũng không sợ luôn. Đó, thích đu như thế. Bây giờ Victoria đi cả cầu trượt lớn luôn. Trải nghiệm này rất là tốt cho Victoria, sự tự tin, sự bản lĩnh nó rất là tốt cho bé. Ở dưới mình khuyến khích nó, thích lắm. Và Victoria lúc nào cũng muốn mình đi theo gần ở ngoài sao. Cái cầu tục này cũng khá là cao, nhưng Victoria cũng đã rất là giỏi luôn. Vui quá luôn. Ở đây thì là họ nuôi Sigourney thật. Đây thì mọi người có thể thấy. Tôi thấy rất là vui. Tại vì mỗi khi mà mình thấy thật á, mình đi đường ở trên xe thì mình cũng thấy nhanh lắm, cho nên không có kịp nhìn nó. Và trò cuối cùng thì Victoria đã đi xe, điều khiển xe. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc bên nhau ở Parc d'Attractions Siguron. Mình hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo nha. Xin chào mọi người.